Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ThinkPro. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục cập nhật, đó chính là về Windows 11. Và các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng đi thôi. Buổi tối ngày hôm qua thì thực sự trôi theo dòng chảy các bạn ạ. Mình cũng xem buổi ra mắt Windows 11 để xem là có cài đặt được chính thức cái bản đó ở trên laptop không, để có thể trải nghiệm cho anh em. Tuy nhiên thì đến tuần sau cơ, chúng ta mới có một cái bản chính thức. Và hôm nay mình sẽ tổng hợp một chút theo dòng sự kiện, cũng như là hướng dẫn anh em kiểm tra khả năng tương thích trên Windows 11 với phần cứng. Và ok, không để anh em chờ lâu nữa thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần hướng dẫn nhé. Nếu như anh em đang sử dụng một thiết bị chạy Windows 10 thì xin chúc mừng anh em đã đủ điều kiện để nâng cấp lên Windows 11. Tuy nhiên thì nâng cấp miễn phí là một chuyện, và phần cứng của anh em có hỗ trợ nâng cấp hay không thì lại là một chuyện khác. Nếu mà anh em không chắc chắn vì điều này thì hãy làm theo hướng dẫn dưới đây của mình để check xem là chúng ta có tương thích được hay không nhé. Đầu tiên thì anh em có thể tải về ứng dụng có tên là Windows PC Health Check từ cái link mình sẽ để ở phía bên dưới video. Sau đó thì anh em hãy cài đặt như bình thường, và chúng ta sẽ có một cái giao diện mới như ở đây. Và trên cùng thì anh em sẽ có một cái mục, đó chính là Introduction Windows 11 với nút Check Now để bắt đầu kiểm tra, và hãy ấn vào nút đó để bắt đầu. Và sau một thời gian thì anh em sẽ có kết quả như thế này. Và đây là những gì mà phần mềm cho ra nếu như PC của các bạn đủ điều kiện cài lên Windows 11. Còn đây sẽ là hình ảnh khi mà phần cứng của các bạn không đủ đáp ứng cái điều kiện này. Từ đây thì các bạn sẽ có thể hình dung rõ ràng hơn về tình trạng của máy và có thể đưa ra cái nhận định nâng cấp phù hợp đối với cái phiên bản Windows 11. Còn nếu như thiết bị của các bạn đủ khả năng và muốn ngay lập tức trải nghiệm Windows 11 thì các bạn sẽ có thể đăng ký tham gia Windows Insider thông qua mục Windows Update trong setting. Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì vốn dĩ trong tuần tới thì chúng ta mới có thể tải được Windows 11 dưới dạng là Insider Preview để có thể trải nghiệm. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua lại một chút để xem là sự kiện ngày hôm qua thì chúng ta sẽ có cái điểm gì trên Windows 11 nhé. Vào tối ngày hôm qua thì Microsoft đã công bố chính thức Windows 11. Nó có khá là nhiều những cải tiến với tính năng sẵn có cũng như là những tính năng mới xuất hiện chỉ có trên Windows 11 này thôi. Với Windows 11, Start Menu mới chắc chắn là một điều chúng ta không thể bỏ qua. Các icon trên thanh taskbar đã được đưa vào giữa rồi, và anh em sẽ có thể nhìn thấy là Start Menu hiện ra tinh gọn với các icon ứng dụng thay thế cho những cái ô vuông hồi xưa lifestyle, đúng không? Nếu để ý một chút thì các bạn sẽ thấy rằng là ứng dụng Bloatware sẽ không còn xuất hiện nữa. Hồi xưa thì chúng ta thấy rất là phiền toái, đúng không? Nhưng đối với bây giờ thì các bạn sẽ không còn thấy xuất hiện nữa đâu. Và hy vọng rằng là điều này sẽ duy trì cho đến phiên bản chính thức. Nó sẽ cảm giác là chúng ta sẽ có một Windows sạch hơn, đúng không nào? Tiếp đến thì chúng ta sẽ có Windows Store mới. Điều này thì không chỉ cho Windows 11 và còn cho cả Windows 10 nữa. Với cái việc thiết kế được làm lại như thế này thì đối với cá nhân mình thì mình cũng cảm nhận thấy được một điều rằng là gì các bạn biết không? Đó chính là về cái việc mà các bạn tìm kiếm cũng như tải xuống ấy thì nó dễ dàng hơn và tối ưu hơn rất là nhiều. Và nhắc đến những cái phần ứng dụng này ấy, thì có một điều đặc biệt là gì các bạn biết không? Hồi trước thì mình cảm thấy rất khó chịu bởi vì mình sử dụng Adobe Creative Cloud rất là nhiều, nhưng mà thực sự thì đến bây giờ các bạn thấy được rằng là đối với Adobe Creative cũng như là Microsoft Teams hay là Notepad hay là Pen thì nó mới được bổ sung cho Store. Đấy, nên là đối với cá nhân mình thì đây là một cái điểm mà mình cảm thấy khá là ưng ý này. Nhưng đó vẫn chưa phải là một điều quan trọng. Điều quan trọng hơn nữa là gì? Là ở đây có anh em nào chơi TikTok không? Ở đây có anh em nào xem TikTok cả ngày không? Xem TikTok nhiều lần không? Trời ơi, các bạn biết gì không? Đó chính là đối với Microsoft thì họ đã xác nhận hỗ trợ các ứng dụng Android, ví dụ như là TikTok này, Instagram này trên Windows 11 các bạn ạ. Và đương nhiên tất cả những cái ứng dụng đó thì các bạn sẽ có thể tải về trên Windows Store. Đó, đó chưa rõ là liệu chúng ta có phải cài thẳng file hay như nào không. Nhưng mà nếu mà thực sự như thế này thì nó sẽ là một cái điểm thú vị rất hứa hẹn dành cho Windows 11 đấy. Điểm cải tiến tiếp theo đó chính là trải nghiệm cải tiến vuốt chạm các bạn ạ. Và thực sự là mình đang rất là hóng cái bản chính thức để cài lên chiếc Surface laptop này để có thể trải nghiệm lại cho các bạn. Và cái trải nghiệm này rõ nhất là
thể hiện thông qua cái bàn phím cảm ứng. Và sự thay đổi này sẽ là sự thay đổi như thế nào? Khi mà các bạn ngắt cái bàn phím vật lý một cái đúng không? Thì Windows 11 sẽ cho chúng ta chuyển qua cái tùy chọn cái bàn phím cảm ứng nhỏ ấy các bạn. Đó, có thể di chuyển quanh màn hình cũng như là các bạn có thể thay đổi và lựa chọn cái layout phím phù hợp với bản thân. Ngoài ra thì cử chỉ cảm ứng cũng được đầu tư hơn. Bởi vì sao? Bởi vì phục vụ cho cái việc mà các bạn sử dụng bằng một tay trên những cái chiếc tablet Windows như thế này. Liên quan đến gaming thì tính năng Auto HDR rất là đáng chú ý rồi. Vừa rồi thì mình đã nói đến những cái yếu tố mà đáng chú ý nhất trên Windows 11 rồi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có khá là nhiều những sự thay đổi khác, ví dụ như là Echo, chế độ cho Task Manager, hoặc là cải thiện khả năng chia cửa sổ và hơn thế nữa. Nhưng mà đại khái thì đối với cá nhân mình thì mình ấn tượng nhất những cái điều mà mình vừa chia sẻ với các bạn ở trên thôi. Và điều quan trọng nhất, đó chính là gì? Là Microsoft họ nói rằng là họ sẽ đưa đến Windows 11 hoàn toàn miễn phí. Đây là một cái điều mà mình quan tâm rất lớn các bạn ạ. Không biết là các bạn nghĩ sao và các bạn có mong muốn trải nghiệm Windows 11 hay là những bạn nào đã trải nghiệm Windows 11 Leaks rồi thì các bạn có chia sẻ gì hay không? Thì các bạn hãy nhớ bình luận ở phía bên dưới video. Và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Think Pro cũng như là like fanpage của Think Pro nhé. Bye bye.